Đây là những khoảnh khắc sẽ không thể nào quên đối với những người yêu mến môn võ thuật tổng hợp, hay còn gọi là MMA tại Việt Nam, khi Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam được thành lập. Đây là cột mốc đánh dấu một trang mới trong hành trình đưa MMA Việt Nam hội nhập sâu rộng với MMA quốc tế. Chúng tôi muốn là kiện toàn cái tổ chức của liên đoàn, tạo ra một bộ máy vững mạnh. Thứ hai là để phát triển sâu rộng trong tầng lớp nhân dân. Tiếp theo chúng tôi sẽ tổ chức những cái sự kiện võ thuật để cho võ sĩ tham gia thi đấu và được tạo ra những sự kiện giải trí mang tính thể thao và tinh thần thượng võ rất là tốt. MMA đã du nhập vào Việt Nam từ khá lâu, thế nhưng phải từ năm 2010, số người biết đến và tập luyện môn thể thao này mới tăng lên. Tại Hà Nội, một số câu lạc bộ võ thuật tổng hợp như Dragon MMA, Việt Nam Top Team, MMA Hà Đông đã được thành lập và hoạt động hiệu quả. Ngoài ra ở các địa phương khác cũng đều có những phòng tập hoạt động với quy mô khác nhau. Bên cạnh số lượng người chơi nghiệp dư, nguồn lực lượng vận động viên MMA chuyên nghiệp cũng dồi dào khi đã có nhiều vận động viên ở các môn võ khác cũng bắt đầu chuyển sang thi đấu MMA như Nguyễn Cát Tùng từ Jiu-Jitsu hay Trần Ngọc Lượng từ Vô Vi Nam. Các nguồn lực từ các môn võ khác chuyển sang là một cái tiềm năng rất là lớn của võ thuật Việt Nam. Võ thuật Việt Nam của chúng ta thì đã có những cái võ sĩ rất là nổi tiếng ở các bộ môn từ Muay Thái, Boxing hay là cái vật cổ truyền. Một môn thể thao mới được công nhận chính thức tại Việt Nam sẽ cần một chặng đường dài để phát triển và khẳng định được chỗ đứng. Tuy nhiên với những nền tảng sẵn có như vậy, người hâm mộ võ thuật Việt Nam có quyền kỳ vọng vào một tương lai sáng lạn của MMA nước nhà.